Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta cần nhận mặt bọn phản bội lịch sử, cần đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả để đập tan âm mưu của chúng. Vì xét lại lịch sử, phản bội và xuyên tạc lịch sử là phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây ly tán và chia rẽ cộng đồng, làm mất niềm tin vào đảng, vào chính quyền, vào chế độ, là giai đoạn đầu của chiến tranh ly tán như ở Liên Xô, Ukraine, Syria, Libya. Quần chúng làm nên lịch sử, không thể để cho bọn xét lại lịch sử, lật sử, làm nên ngụy sử. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Lật sử, một biểu hiện của diễn biến hòa bình của Nguyễn Anh. Trong bài viết trước đó về việc báo Tuổi Trẻ thay vì sử dụng hai từ ngụy quân ngụy quyền để nói về cái gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Mỹ lập ra tại miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Geneva, có một bạn đã bình luận nói rằng chính quyền Ngụy là chính quyền chính danh và bây giờ không còn ai gọi Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy nữa. Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Cha ông ta đã mất hơn 20 năm với hàng triệu con người nằm xuống để khẳng định rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy quyền, chúng do Mỹ lập lên để cai trị miền Nam Việt Nam theo phương thức thực dân kiểu mới. Âm mưu chia cắt đất nước ta từng bước biến miền Nam Việt Nam thành chiến tuyến để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì lẽ đó mà cuộc chiến của chúng ta suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng được gọi là chiến tranh chống Mỹ cứu nước, là cuộc chiến để đi đến mục đích cuối cùng là đánh đuổi quân xâm lược Mỹ, lật đổ ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vì có lý tưởng và sự chính nghĩa đó mà dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mới đi đến thống nhất vào ngày 30 tháng 4 1975. Từ ngụy không chỉ phản ánh sự thực không chính danh, sự giả tạo của chế độ tay sai do Mỹ dựng lên, mà còn phản ánh sự chính nghĩa, tính chính danh trong cuộc chiến chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước của quân và dân ta. Ngày nay có một số phần tử xét lại nguy hiểm đang mon men tìm cách loại bỏ đi từ ngụy. Chúng thông qua báo chí, sách vở, mạng xã hội tìm mọi cơ hội để lật sử, để viết lại lịch sử, để tô hồng cho những kẻ bán nước và dần dần xóa nhòa tội lỗi của chúng, đưa chúng lên ngang hàng với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho tổ quốc đứng lên. Những điều chúng nói như Việt Nam Cộng Hòa chính danh, không nên gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, là mục đích để biến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam trở thành cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, biến những kẻ xâm lược trở thành những anh hùng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc nội chiến, biến hàng triệu anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, quân giải phóng miền Nam Việt Nam trở thành những kẻ xâm lược một quốc gia chính danh có chủ quyền. Đây là hành vi lật sử, phủ nhận lịch sử trắng trợn, tinh vi và hèn hạ. Tiếc rằng nhiều kẻ vẫn đang rêu rao chúng trên báo đài, mạng xã hội. Văn thơ, báo chí có quyền lực mềm rất ghê gớm, không có sức hủy diệt trực tiếp như bom đạn, nhưng nó có thể khiến một đất nước rối loạn, lịch sử hào hùng bị bóp méo, xã hội nghi kỵ lẫn nhau. Báo chí, nếu không còn cách mạng nữa, sẽ trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm để những kẻ xét lại lợi dụng đâm vào sau lưng chúng ta. Ngay bây giờ, chúng ta cần nhận mặt bọn phản bội lịch sử, cần đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả để đập tan âm mưu của chúng. Vì xét lại lịch sử, phản bội và xuyên tạc lịch sử là phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây ly tán và chia rẽ cộng đồng, làm mất niềm tin vào đảng, vào chính quyền, vào chế độ, là giai đoạn đầu của chiến tranh ly tán như ở Liên Xô, Ukraine, Syria, Libya. Quần chúng làm nên lịch sử, không thể để cho bọn xét lại lịch sử, lật sử, làm nên ngụy sử.